hàng Speed Queen, hàng bo mạch của Speed Queen và Primus. Cái này nó cùng một tập đoàn Allen của Mỹ thì nó dùng rất là tốt, xuất xứ tại Mỹ luôn. Đây là dòng máy Primus. Thì bo mạch này bên mình là đại diện phân phối của hãng và bên mình có sẵn hàng trực tiếp luôn. Nếu mà có thể bất kỳ liên hệ thì có cả bo của Speed Queen này, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp mình, kho hàng bên mình nhé, mình có sẵn hết. Cần hệ chạy bất kỳ thông tin các bạn cứ liên hệ lại mình. Và bo mạch của Fargo, của Acid, linh kiện spare part bên mình đều có đầy đủ hết. Và linh kiện chính hãng nhé các bạn nhé. Đây là dòng máy của Fargo. Mùng 1 tháng 1 năm 2020 nhé các bạn nhé. Hàng mới luôn. Đây là tháng 2 năm 2020. Đây là dòng máy Acid. Đây bộ mạch đây. Hàng có sẵn luôn.